Đi thôi chết à, đã đến tuổi trưởng thành rồi, con có thể làm được mà, không có gì đáng sợ ngoài đó cả. Hãy bước ra và tự mình ngắm nhìn thế giới đi. Đúng rồi, từng bước chậm rãi, không có gì phải vội cả. Nhưng con sợ kẻ đó ông ơi. Tin ta đi, kẻ đó chỉ là câu chuyện hù con nít mà thôi. Ồ, không có gì thật này, giọng nói lảng vảng ở trong đầu của con. Ha ha ha, hãy đặt bước chân đầu tiên của con. Oh shit. Cách để bi hop. Bước 1, hãy nhảy theo hướng tiến về phía trước với một nhịp độ ổn định và làm quen với nhịp độ đó. Hãy nhớ giữ phím đất. Bước 2, tưởng tượng nhịp độ đó trong đầu. Với mỗi nhịp nhảy sẽ tương đương với một nhịp di chuyển A hoặc B. Bước 3, di chuột lần lượt qua trái và phải theo nhịp độ đó. Bước 4, kết hợp di chuột cộng với di chuyển sang trái và phải. Bước 5, kết hợp bước nhảy về phía trước và bước 4 lại với nhau là bạn đã có thể bi hop. Bi hop không làm bạn di chuyển theo một phương nhanh hơn, nhưng có thể giúp bạn đến được những vị trí cao một cách tiết kiệm thời gian hơn. Nếu bạn bi hop thành thục, đây sẽ là một kỹ năng lợi hại mà bạn có thể lợi dụng vì tính đảo hướng rất nhanh của nó và khiến đối phương đái ra quần trong những tình huống quan trọng. Cùng xem nhé. Attackers win.